Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2018, cửa hàng Thanh Đức Hạnh vẫn được đón rất nhiều các đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau. Vâng, hiện diện trong cửa hàng còn 3-4 đoàn khách. Vâng, anh Cường, anh đến từ Hưng Yên, có về cửa hàng Thanh Đức Hạnh thẩm âm và sắm cho mình một chiếc âm ni Lukman 309V. Vâng, sản phẩm của anh Cường đã được anh thẩm âm và đã được đóng gói. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, tại cửa hàng đây là còn anh Bính nhá. Anh đang về cửa hàng thẩm âm cặp loa 180A. Thông báo trước cho quý vị và các bạn. Đừng có mơ hồ. Người xe đang bị kẹt. Đừng có mơ hồ. Đã qua sản nhân. Vâng, chiếc... chiếc âm 309X, à 309V đã có chủ luôn đi. Ngày 8 tháng 4 năm 2018. Vâng, bên cửa hàng đang có những đoàn khách ngắm những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích. Vâng, cửa hàng trong ngày chủ nhật, điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh có những đoàn khách đến rất chi là đông. Đoàn khách đến Phú Thọ cũng đã thẩm âm được những sản phẩm và đã cho lên xe biển 880761. Vâng, đây nhá, anh Cường. Anh Cường là chủ nhân của chiếc âm ni 309. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh, trục đường 18, Hà Nội, Quảng Linh, Ung Bí và đi đến cây xăng Côn Sơn, cách siêu thị Lan Chi vào trong cổng chợ 30m nhé quý vị nhé. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.